Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và mình Nook Gamer đây. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn add-on From The Fog cho Minecraft E 1.20.50 nhé. Thì hiện tại bây giờ cũng đang khá là khuya rồi, 12 giờ rồi. Nên là khi chơi cái add-on này thì mình cảm thấy rất là rùng rợn. Bởi vì cái thứ nhất là âm thanh của cái add-on này nó rất là ghê. Cái thứ hai là khi các bạn đi xuống hang ấy, hoặc là khi trời tối ấy, thì sẽ có những cái mắt hoặc là những cái con, nói chung là những cái con gì đấy kinh dị nó sẽ nhìn về phía các bạn. Vì bạn nào mà xem các YouTuber sinh tồn 100 ngày về cái mod này trên PC thì các bạn cũng đã có thể biết rồi đấy. Cũng chỉ xem sơ qua về cái mod này trên PC thôi nên là mình cũng chưa rõ về cái mod này trên PC như nào cho lắm. Nhưng mà đại khái là sẽ có những cái con quái vật ở ban đêm khi trời tối ấy, thì nó sẽ nhìn chằm chằm vào các bạn hoặc là khi các bạn đi xuống dưới hang. Cái phần đấy thì tí nữa mình sẽ review sau nhá. Thì ở đây sẽ là toàn bộ item có trong bản này. Thì trong bản này thì sẽ không có giáp dùng gì nhiều đâu. Trên PC nó cũng như thế thôi, chủ yếu là vũ khí đây. Vũ khí thì cũng khá là nhiều này. Đủ để các bạn có thể chế tạo và chiến đấu với những con quái kinh dị có trong bản add-on này. Và những cái lọ thuốc đây, các bạn có thể tự xem thêm về những lọ thuốc này nhá. Ngoài ra thì ở đây còn có những con mob này. Những con mob này thì tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Ui, có cái những bức tượng gì thôi này. Kiểu như con Medusa hóa đá nhỉ. Đấy, các bạn có thể thấy này, bầu trời của add-on này nó sẽ một màu đỏ như là kiểu màu máu nhá. Và cả nước nữa. Thì trời mưa hoặc là trời tối nó cũng sẽ như vậy. Thì khi đi trên đường này các bạn có thể thấy những con cừu này. Đây, các bạn thấy chưa? Rất là kinh dị luôn. Và con bò cũng vậy nhá. Đây, đó. Khi các bạn tấn công những con mob này thì nó mới tấn công lại các bạn thôi. Còn bình thường thì nó sẽ không làm gì đến các bạn đâu. Đây. Duy nhất là con bò nó sẽ tấn công các bạn. Còn con cừu ấy thì các bạn không làm gì nó thì nó sẽ không tấn công mình. Trừ khi các bạn đánh nó này. Thì con cừu ngay lập tức nó sẽ tấn công các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem sơ qua về một số con mob có trong bản này ở trên PC nhá. Những con này thì nó sẽ khá là sợ ở gần các bạn. Nó chỉ đứng ở xa và nhìn các bạn thôi. Nên là khi các bạn spawn ra ấy thì nó sẽ kiểu là bị dịch chuyển đi mất. Nhưng mà khi các bạn đợi trời tối ấy, thì các bạn đứng yên một chỗ thì khả năng là nó sẽ nhìn vào các bạn rất là ghê luôn đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Đây này, rất là kinh dị luôn. Hiện tại thì cái âm thanh của những con mob trong đây nó khá là khiến mình nổi da gà đấy. Bởi vì bây giờ cũng khá là khuya rồi. Các bạn có thể nhìn về bên góc tay phải của mình. Ui ma, cái tiếng gì đấy. Các bạn có thể nhìn trên góc tay phải của mình này. Thì hiện tại cũng là 12 giờ 18 phút. Mình là cũng khá là khuê. Mình cũng thấy khá là sợ đấy. Nổi da gà đấy. Khi bạn đi xuống hang ấy thì cũng có thể bắt gặp được những cái con. Đây. Những cái con như kiểu này này. Nó sẽ nhìn chằm chằm vào các bạn luôn đấy. Đây, những con kiểu này này. Đây, con này này. Đấy, rất là ghê luôn này. Và khi các bạn xây nhà ấy, hay là ở trong nhà ấy, khi các bạn nhìn ra cửa sổ ấy thì con này nó sẽ spawn ra và nhìn vào thẳng các bạn. Thì những đêm đầu tiên ấy, nó sẽ không có nhiều lắm đâu. Từ những đêm thứ 10 trở đi ấy, thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn nhá. Ôi, con dân làng trắng này có khả năng là thay đổi thời tiết luôn này. Và thay đổi cả trời luôn ấy. Đấy, nó sẽ dịch chuyển các bạn đi khắp nơi luôn này. Đấy, thì đại khái add-on thì mình cũng chỉ tìm hiểu được như này thôi. Vẫn còn khá là nhiều thứ đấy, bởi vì là mình không theo dõi mod này trên PC nên là mình cũng không biết tổng hợp sao cho nó chuẩn nữa. Thì nếu mà các bạn ủng hộ mình nhiều ấy thì trong bản V2, bản lần sau mình sẽ tìm hiểu ở trên PC và mình sẽ tổng hợp một cái bản có thể là xịn hơn bản này cho các bạn xem nhé. Trong clip này thì mình cũng chỉ review sơ qua thôi bởi vì là cũng khá là muộn rồi. Vậy cũng khuê rồi nên là mình cũng thấy khá là sợ ấy. Ngay cả dân làng này các bạn thấy chưa, nó cũng khá là kinh dị luôn này. Nãy mình trước khi mình bấm quay ấy, thì mình còn phát hiện được mấy con ở dưới hang, những cái con mắt sáng ở dưới hang ấy, mà giờ mình kiếm thì lại không thấy. Chắc là phải chơi lâu dài thì những con đấy nó mới xuất hiện nhiều. Bạn nào mà xem trên mod 100 ngày trên PC của những YouTuber nổi tiếng ấy, thì các bạn cũng biết về những con đấy đấy. Đấy, thì mình cũng chỉ review như này thôi nhá. Mình sẽ cho các bạn xem trời mưa luôn và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cả đoạn này. Còn lại thì mình sẽ để các bạn tự tìm hiểu thêm nhá. Đây, các bạn có thể thấy trời mưa này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài add-on này nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải xuống phần mô tả và tải cho mình add-on này về. Sau khi đã có add-on ấy thì các bạn sẽ bấm vào và các bạn sẽ bấm vào phần giải nén vào tên lưu trữ. Rồi các bạn sẽ chờ cho nó giải nén ra. Tại đây nó sẽ có một cái thư mục như này và các bạn sẽ bấm vào.
Các bạn sẽ giữ vào thư mục này, các bạn sẽ bấm vào thư mục, bấm vào icon của thư mục nhá, thì nó sẽ được tô xanh lên như này. Và các bạn sẽ giữ vào, rồi các bạn sẽ chọn vào phần cắt, chọn bộ nhớ thiết bị, kéo xuống tìm Android, data, com.mojang.microsoft.ie, file, game, com.mojang, và các bạn sẽ bấm vào dán. Rồi, sau khi nó đã di chuyển xong như này thì là các bạn đã cài xong rồi đấy. Bây giờ thì các bạn chỉ cần vào game và trải nghiệm bắt đầu thôi. Bạn nào mà không biết ấy, thì các bạn có thể comment xuống phía dưới để mình giải đáp nhé.